Chào mừng các bạn đến với kênh Nhạc Online. Cảm ơn các bạn đã luôn tin tưởng và ủng hộ kênh. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Chỉ với một lon bia, toàn thân trắng bóc mà chẳng cần đến mỹ phẩm đắt tiền. Tắm trắng bằng bia, bạn đã nghe đến cách làm này trước đây chưa? Nghe thì có vẻ không hợp lý và khó tin, nhưng đây đang là một trong những cách làm đẹp cực kỳ hot và được các chị em chia sẻ nhiều trên mạng thời gian gần đây. Và video hôm nay, Nhạc Online sẽ hướng dẫn chi tiết phương pháp này đến các bạn. Hãy tham khảo và thử ngay, các bạn sẽ phải ngạc nhiên với kết quả đạt được. Đầu tiên, chúng ta cần tìm hiểu nguyên liệu chính cần dùng. Thứ nhất là bia. Chắc hẳn nhắc đến bia thì các chị em vẫn luôn nghĩ rằng đây đơn thuần chỉ là một loại nước giải khát mùa hè được ưa chuộng bởi các quý ông. Tuy nhiên trên thực tế, bia có rất nhiều công dụng hơn là bạn tưởng tượng, như là làm sáng da, dưỡng ẩm, hỗ trợ trị mụn hay là chống lại quá trình lão hóa da. Thứ hai là mật ong nguyên chất. Mật ong là một sản phẩm tự nhiên, trong đó có rất nhiều chất chống oxy hóa rất tốt cho da của chúng ta. Mật ong có chứa nhiều vitamin A, E, C và các vitamin nhóm B cùng nhiều khoáng chất thiết yếu khác rất tốt cho làn da. Sử dụng mật ong mỗi ngày cho bạn làn da trắng mịn, ngăn ngừa mụn và những nhược điểm khác trên da. Thứ ba là một quả trứng gà. Lòng đỏ trứng gà có thành phần chính là nước, một số chất béo và nhiều dưỡng chất khác. Chính vì thế, những tác dụng của lòng đỏ trứng gà với da mặt là giúp cho bạn có một làn da luôn mịn màng, căng bóng và bổ sung được độ ẩm cho da. Và đây chính là ba nguyên liệu chính chúng ta cần để tạo ra hỗn hợp. Sự kết hợp giữa ba nguyên liệu này chính là sự kết hợp hoàn hảo giúp bạn có làn da trắng sáng. Và giờ chúng ta sẽ đến với các bước để tạo ra hỗn hợp. Đầu tiên, bạn tiến hành tách lòng đỏ và lòng trắng trứng gà. Việc này thì chắc hẳn bạn nào cũng có thể làm được. Với mình thì mình hay tạo ra một lỗ nhỏ trên đỉnh của quả trứng bằng một khoảng đầu ngón tay. Sau đó nhẹ nhàng rót phần lòng trắng trứng ra một cái bát. Bạn cứ xoay đi xoay lại quả trứng để phần lòng trắng trứng ra hết. Và phần còn lại chính là phần lòng đỏ trứng, bạn đổ ra một cái bát riêng. Như vậy, rất nhanh thì mình có thể tách được phần lòng đỏ và lòng trắng trứng ra hai bát riêng biệt. Và ở phương pháp hôm nay thì mình chỉ sử dụng phần lòng đỏ trứng gà thôi các bạn nhé. Tiếp đến, mình sẽ rót bia ra một cái bát khác. Bia thì các bạn có thể dùng loại nào cũng được nhé. Với một lần tắm trắng toàn thân, bạn có thể sử dụng khoảng một nửa lon bia. Các bạn có thể vớt hết bọt bia nổi trên lên trên bát. Và đây chính là ba nguyên liệu: lòng đỏ trứng, mật ong nguyên chất và nửa lon bia. Giờ thì bạn đổ toàn bộ bát bia vào bát lòng đỏ trứng gà. Tiếp theo, cho 2 thìa mật ong nguyên chất vào bát hỗn hợp.
Đến đây thì bạn chỉ việc đánh thật đều tay cho 3 nguyên liệu đồng nhất vào nhau là được. Rất nhiều bạn sẽ nghĩ lòng đỏ trứng sẽ rất tanh, nhưng các bạn đừng lo lắng vì khi cho bia vào lòng đỏ trứng thì mùi tanh của trứng đã tan biến hoàn toàn rồi nhé. Và đến đây thì việc tạo ra hỗn hợp của chúng ta đã xong rồi đấy các bạn. Chỉ trong một ít phút, chúng ta đã làm xong một bát hỗn hợp thần kỳ để làm trắng da ngay tại nhà, vừa hiệu quả vừa an toàn. Sản phẩm cuối cùng của chúng ta đây, các bạn có thể quan sát nhé. Và cách sử dụng hỗn hợp này như sau. Đầu tiên, bạn làm ướt cơ thể và tắm sạch bằng nước hoặc là sữa tắm như bình thường. Khi cơ thể đã được làm sạch, bạn dùng tay thoa đều hỗn hợp này lên toàn thân. Đồng thời các bạn sử dụng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng từ 3 đến 5 phút, nhất là những vùng da tối như khuỷu tay, đầu gối. Các bạn thoa đi thoa lại nhiều lần để các dưỡng chất thẩm thấu đều đến từng tế bào da trên toàn cơ thể. Sau khoảng thời gian massage đó, bạn lưu hỗn hợp trên cơ thể khoảng 20 phút nữa để phát huy tối đa công dụng trắng da của hỗn hợp. Sau đó bạn tắm sạch cơ thể bằng nước mát. Cuối cùng bạn dùng khăn mềm lau khô cơ thể và bạn sẽ cảm nhận được một làn da mịn màng, căng mịn và trắng sáng chỉ sau một lần sử dụng. Bạn nên sử dụng phương pháp tắm trắng toàn thân này 2-3 lần trên tuần và áp dụng đều đặn trong 1 tháng, bạn sẽ có làn da trắng mịn như ý muốn. Vậy bạn đã sẵn sàng thử với cách tắm trắng bằng bia chưa? Hãy cùng chúng tôi trải nghiệm với cách tắm trắng bằng bia được nhiều chị em truyền tay nhau trong thời gian qua nhé. Chúc bạn thành công và luôn xinh đẹp. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy bấm like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh miễn phí để được chia sẻ những bí quyết làm việc hay hơn nữa. Chúc các bạn luôn thành công!